chào bạn. Thì hôm nay mình sẽ đi giới thiệu với các bạn về cái đội ngũ phát triển của cái dự án BookLab. Thì đây là cái tem của BookLab này. Thì cái dự án của chúng tôi được đoàn kết bởi sứ mệnh của mình và giúp các công ty bảo vệ các giải pháp kỹ thuật số của họ. Thì đây là Zeda, là ông này là co-founder của dự án, là ông này bắt đầu từ tuổi 16 và Zeda đã là một cựu chiến binh trong cái lĩnh vực an ninh mạng, và là các công ty mà ông đã giúp từ các ngân hàng cho các nhà sản xuất điện tử. Đây là Alexander Beloncon, là nhà phát triển phụ trợ. Alexander là một nhà phát triển với nhiều kinh nghiệm từ ngân hàng đến sản phẩm, sống và hít thở trong 15 năm. Ông thích xây dựng cái back-end hiệu suất cao và đàn hồi. Đây là Julius, là nhà phát triển blockchain. Ông ngoài việc nói được tiếng Ả Rập, tiếng Pháp và tiếng Anh, Julius cũng thông thạo các ngôn ngữ kịch bản của HTML, CSS và PHP. Ngày nay ông tập trung vào việc xây dựng một hệ sinh thái blockchain để định hình lại cái pentesting. Thì đây là Adina Bohos, là kiến trúc sư về phần mềm. Adini là một nhà thiết kế phần mềm dày dặn kinh nghiệm trong cái lĩnh vực bảo hiểm, pháp lý và công chúng, bị mê hoặc bởi tiềm năng của công nghệ blockchain, và ông hiện tại đang giúp BookLab xây dựng cái nền tảng riêng của mình. Đây là Konstantin, là nhà phát triển frontend. Konstantin là nhà phát triển giao diện người dùng dày dặn, quen thuộc với tất cả công nghệ và giải pháp hay nhất và mới nhất. Ổ nghĩa với sự hoàn hảo của ông đảm bảo rằng cái nền tảng của chúng tôi có giao diện tốt nhất có thể. Đây là Amini, là nhà ngăn xếp sự phát triển đầy đủ. Với nhiều năm kinh nghiệm thiết kế giao diện người dùng, Amini có kinh nghiệm đam mê xây dựng và một nền tảng cho phép tương tác tốt nhất giữa người dùng và sản phẩm. Đây là Danan Chirkwal, là giám đốc tiếp thị và truyền thông. Danan là một cựu chiến binh tiếp thị với hơn 11 năm kinh nghiệm trong các nhóm tiếp thị toàn cầu như TBWF, ACE và Ogilvy. Cô là một người kể chuyện sáng tạo và tìm ra những cách mới để tương tác với các bên liên quan chính. Đây là Herbert Sau, là cố vấn với 28 năm kinh nghiệm. Herbert là được coi là cái người tiên phong trong cái ngành công nghiệp bảo mật công nghệ thông tin của Pháp, và ông hiện đang đứng đầu công ty riêng của mình HSC, và được mua lại bởi Deloitte Fan vào năm 2014. Đây là Alexander GIA, là cố vấn với, ông này là giám đốc hội đồng quản trị tại IDACB, Hiệp hội Quốc tế về phân loại tiền điện tử và blockchain, chủ tịch và người sáng lập của Hội Công nghệ Thông tin Bắc Âu, là một doanh nghiệp của Deloitte được đề cử hai lần trong năm. Đây là Douglas Shinsato, là cố vấn, ông này là giám đốc điều hành của quỹ đầu tư mạo hiểm Anthi, công ty bảo mật mạng và Zigan, Đại học Hawaii, ban giám đốc của Hayu Media và Creative Intelligence của tại Tokyo, và cựu đối tác cao cấp tại Deloitte Tochi Consulting. Thì đây là một cái, có thể thấy đây là một cái đội ngũ có nhiều năm kinh nghiệm và đam mê với công việc của mình, thì được đánh giá khá là cao. Thì các bạn có thể truy cập vào cái trang BookLab này để tìm hiểu hơn, thông tin kỹ hơn về cái dự án. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.